Tèo là một thằng đã tiếp xúc với bọn từ nhỏ. Vì đang dậy thì nên cậu rất là tò mò với chính cơ thể của mình, nên cậu cứ quan và coi bọn như một thói quen hàng ngày vậy. Nhưng rồi từ cái tính hiếu kỳ và xem cho biết, Tèo dần dần không thể kiểm soát chính hành động của mình nữa. Cho tới khi cuối cùng cái giây phút thằng Tèo đã chờ bấy lâu nay, ở chung phòng với cậu đang là một bạn nữ khác giới, và có vẻ là cùng khóa ăn Tèo nhà mình đấy. Khung cảnh đang rất là lãng mạn, cả hai trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Tèo tháo nút quần chuẩn bị vào việc. Nhưng rồi Tèo đang cố gắng rất nhiều để có thể đánh thức cậu bé của mình, nhưng mà đã quá muộn rồi. Bầu không khí lãng mạn đã tan biến. Người bạn gái ấy không còn hào hứng như trước nữa. Nhưng cho dù cô ấy có lại an ủi thằng Tèo nhà mình đi, đó là không sao đâu anh, lần khác nha, lần sau mình thử lại. Nhưng tất nhiên rồi, thằng Tèo cũng như ba người con trai khác ngày kia, rất là thất vọng và tự trách bản thân mình rất là nhiều. Cho đó thằng Đô đang đi ngang, thấy thằng bạn Tèo của mình nó rất là buồn, nên cậu liền hỏi. Và thằng Đô nó nhờ kết nối được những dấu chấm, những kiến thức mà cậu biết, cậu đã hiểu tại sao thằng Tèo nó lại bị như vậy rồi. Và Đô khuyên mọi người rằng nếu ai mà cũng coi bỏng nhiều và cũng bị cái trường hợp y chang thằng Tèo nhà mình ở trên, thì nên coi hết video này của anh áo đen, não to, để tôi kể ông nghe một tí về chính quá trình hồi phục của tôi nha. Thì PS ở đây đó là tôi vẫn đang trong cái quá trình hồi phục này. Đó là thật sự luôn đó, đó là tôi vẫn nhớ ngày xưa cái lý do mà tôi coi bỏng và tò mò tìm tới bỏng xem. Tại vì đơn giản như vậy đó, tại vì tôi tò mò không biết nó cái gì, nó cứ bật lên xem hoài và cũng thấy mấy chị ở chợ cũng khá xinh và hấp dẫn, nên là yeah, thì mấy bà khoe thì mình coi thôi, đâu có biết nó sẽ thành ra như thế này đâu. Ngày xưa cái mà mới coi bỏng đó, đó là sức khỏe nó vẫn rất là phơi phới, tuổi trẻ rồi hay còn hào hứng đi kể thằng bạn nữa là hôm qua mình coi gì rồi mình làm gì. Yeah, xong rồi mỗi buổi sáng thức dậy cậu bé của mình nó vẫn đứng lên chào mình. Yes sir. Nhưng rồi bro nhưng rồi từ từ á, từ từ khi mà năm tháng trôi qua, thời gian trôi qua, cũng như là cái tần suất của tôi từ từ nó tăng và tăng dần lên, cậu bé của tôi tự nhiên nó càng ngày nó càng thiếu thức sống mà chính tôi còn không hề hay biết nữa. Chứ khi bây giờ tôi ngồi đây ha và nhìn lại những cái khoảng thời gian trước đó, khi mà mình cấp 2, cuối cấp 2 đấy, đầu cấp 3 mình làm hơi nhiều đấy, thì mới nhận thấy đó là đúng thiệt. Thằng nhóc của mình, cậu bé của mình nó yếu xìu à, khi mà giặt quần ra để đi vệ sinh á, đi tè. Nó tèo lại còn có một khúc thì no bro, nó thiệt tôi không có nói quá đâu, mà chính vì cái điều này nó trải qua một thời gian quá là dài rồi nên tính tôi còn không hề hay biết mà. Bro, thật sự là tôi không muốn ông như vậy đâu, tôi không muốn ai bị như vậy cả. Nên nếu ông thấy mình còn nhỏ và đang coi bỏng nhiều, nhưng mà ông coi được gặp cái video này thì làm ơn hãy ngưng ngay đi. Hay là ông lớn hơn một tí những đàn anh của tôi ha, nếu mà ông nhận thấy là mình hồi xưa đã coi bỏng nhiều nhưng mà đang có những cái dấu hiệu mà down there, thì đây có thể là một trong những lý do. Tôi chỉ mong là ông sẽ coi hết cái video này tới cuối và lấy hết những kiến thức của nó để thể bảo vệ được chính mình, bảo vệ mình khỏi bỏng, bảo vệ cậu bé của mình khỏi bỏng, cái mà tượng trưng cho sự đàn ông của mình luôn, our manhood bro. Nên please hãy bảo vệ cho nó thật là kỹ nha. Rồi tiếp tục với câu chuyện của tôi nè, đó là đó là hồi xưa là cũng cố gắng, cũng biết nô pháp rồi lô pháp này nọ một tuần một lần, cũng giữ tới một cái tần suất mà nó sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi nữa. Nhưng mà cái cậu bé nó vẫn chưa thể nào mà hồi phục hoàn toàn 100% cả, nó chỉ khá hơn được một tí thôi, một tí. Và cho tới khi tôi biết được một điều này và thật sự nghiêm túc áp dụng nó, tôi mới thấy một sự cải thiện đáng kể. Đừng lo, tôi sẽ chỉ cho nghe chính xác điều này là gì vào cuối video nè. Và điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây là một nhân vật phải nói là không thể thiếu trong quá trình hồi phục khỏi bỏng của tôi. Đó là chính là tác giả của quyển sách này, tác giả của trang web yourbrainon.com, Mr. Gary Wilson. Tức là phải nhờ Gary rất nhiều luôn á, một trong những nhà tiên phong trong cái lĩnh vực về hồi phục khỏi bỏng và những tác hại của nó, để tôi có thể biết cái cơ chế hoạt động của bỏng là gì, nó ảnh hưởng tới não của mình thế nào, những triệu chứng nó là gì, mà nó có bình thường hay không. Và tất nhiên rồi, cách thật sự để thể hồi phục được khỏi nó. Cảm ơn Gary rất là nhiều. Thì nhìn chung, nếu như ông tiêu thụ bỏng quá mức đi thì nó có thể sẽ có hai cái tác hại này, hai cái tác hại lớn này ha. Đó là một, những cái triệu chứng liên quan tới việc nghiện bỏng này, thì tôi đã làm rất là nhiều video này nọ rồi đây ha, pop it up bro. Yeah, thì number 2 ở đây đó là cái mà tôi sắp nói ở đây nè. Ok, đó chính là PIED, rối loạn cương do bỏng gây ra. Và tôi cũng đã làm nguyên một clip, đây cũng như phần 1 đi ha,
Và đây là phần 2 để nói tiếp về cái vấn đề PID này. Và chính xác như vậy, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, đi sâu hơn nữa vào cái vấn đề PID này, và chúng ta sẽ trả lời 3 câu hỏi gây sốt này. Đầu tiên ha, đó là nguyên nhân thật sự luôn á là gây ra PID ở đây là gì. Thứ hai ở đây là tại sao một thanh niên 20 tuổi khỏe mạnh, không uống rượu bia rượu chè, tập thể dục đều đặn này nọ, nhưng phải hồi phục khỏi bỏng, cần cái thời gian hồi phục á lâu hơn một ông chú, một ông bác 50 tuổi ha, và cứ cho rằng tần suất coi bỏng của hai người này là giống nhau. Cái câu hỏi thứ ba ha, câu hỏi này mới là thú vị nè, là tại sao một loại thuốc đó là Viagra, không biết Viagra là gì mà nó không dùng chưa? Tôi chưa. nhưng mà đó là một loại thuốc cường dương, đúng không? Một loại thuốc phải nói là giúp để điều trị những cái triệu chứng của những người bị ED, ô rối loạn cương bình thường ha, rất là hay. Nhưng tại sao nó lại không có tác dụng với lại những người bị PIED, rối loạn cương do bỏng gây ra? Và cuối cùng, tất nhiên như đã hứa cho, tôi sẽ cho ông cái lời khuyên mà nó đã giúp tôi rất nhiều ha, lời khuyên giúp tôi nhiều nhất đi, để tôi thật sự hồi phục được khỏi bỏng vào cuối video. Right. Trước khi vào ha, những kiến thức mà tôi sắp nói ở đây nó là đều do tôi học được ở quyển sách này, Your Brain on Point của Gary Wilson, cũng như là những cái bài nghiên cứu, những cái tài liệu ở trên trang web cùng tên là yourbrainonpoint.com. Nếu ông cũng hứng thú để tìm hiểu thêm những cái liên quan tới bỏng này ha bro, yeah, definitely nên lên đây để đọc luôn, nó có bản tiếng Việt dịch ra cho ông luôn bro. yourbrainonpoint.com, một kho tàng của những bài nghiên cứu liên quan tới này ha, rất là hay. Definitely check it out. Thì đầu tiên ha, như những câu hỏi trên, số 1 đó là điều gì thật sự gây ra PID. Tôi muốn nhấn lại thêm một lần nữa ha. Nhấn mạnh chứ. Nhấn mạnh lại thêm một lần nữa nè, đó là cái vấn đề nó không nằm ở cái đầu này, không nằm ở cái đầu dưới đâu. Nó nằm ở ngay trong cái đầu trên, trong cái não mình nè. Tới lúc ta cho nó nghỉ ngơi rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái câu hỏi trên mình ha. Đó là tại sao một chàng trai trẻ 20 là hồi phục khó hơn mà ông bác 50? Đó là nguyên nhân chính đây không phải là do pháp nhiều hay bus nhiều hay là vấn đề tâm lý hay thực thể rồi đó, mà đó là do, ok mình biết là do bỏng rồi, nhưng mà sau một tí nữa đó là do họ đã điều kiện hóa or sexually conditioned themselves, điều kiện hóa bản thân họ từ nhỏ rồi, aka họ đã học được từ hồi nhỏ khi họ coi bỏng đó. À, đây chính là cái mà nó sẽ làm mình hứng lên. Ok, đầu tiên ha, để hiểu thật sự về sexual conditioning nè, ông hãy tưởng tượng cho tôi đi. Đó là ông bác 50 đó đi ha, ông bác 50 đó, đó là hồi xưa đi, cái lần đầu tiên mà ông bác đó tiếp xúc với bỏng và coi bỏng thì nó sẽ như thế nào? Đó là sao ta, những cái tạp chí ở Playboy ha, hay là những cái đoạn phim kém chất lượng ở trên mấy cái băng cassette trắng đen hay gì đó, yeah, nó rất là mờ, rất là noisy, hay là có những cái poster hay là phần lớn thời gian họ sẽ dùng trí tưởng tượng của họ mà thôi. Và cụ thể hơn nè, đó là khi dùng trí tưởng tượng thì họ sẽ mơ về gì? Đó là nắm tay, nắm chân, ôm áp, phun hít, khá đồ, nằm ôm nhau. Những điều hết sức bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Nó nói riêng về trí tưởng tượng mà thôi. Đó là khi mà mình tưởng tượng, mình toàn tưởng tượng những cái mà hardcore nhất có thể, làm những cái mà quái đản và điên rồ nhất, rồi những tình huống, rồi tư thế, rồi này nọ. Yeah, không phù hợp với lứa tuổi hiện tại của mình chút nào cả. Không phù hợp với lứa tuổi nào luôn á. Thành thật nói là vậy. Và để cho ông dễ hiểu như là hình dung hơn, một cách trực quan và khách quan nhất và khoa học nhất có thể, thì đây bro, đây là một hình mô phỏng của lát cắt của não của mình ha. Ông thể thấy đây là đường dẫn truyền thần kinh của thằng bỏng nè, nó màu xanh, thấy không? Yes, và đường dẫn truyền của sẻ, nói chung là với người thật á, với những bạn gái bên ngoài bình thường, đó là màu vàng. Và có thêm một quy tắc ở đây mà ông cần phải hiểu ha, khi mình nói về neuroscience or khoa học của thần kinh, đó là khi các đường dẫn truyền nó hoạt động càng mạnh cũng như là càng thường xuyên hơn thì cái sự liên kết giữa nó sẽ càng bền chặt hơn. Cells that fire together wire together. Thì thay vì làm cho cái đường màu vàng này với người thật ha, và nó càng mạnh hơn bằng cách như thế nào? Đi ra ngoài và thật sự kiếm một người bạn gái, đi hẹn hò, rồi đi làm những thứ để học yêu một cách bình thường nhất. Thì những người trẻ hiện nay thì họ sẽ làm gì? Thì họ đang làm cái đường dẫn truyền màu xanh này của thằng bỏng nha. Đó là mình học yêu cái pixel ở trên màn hình điện thoại của mình bằng cách là mình sẽ tự nhốt mình ở trong phòng một mình. Yeah, lúc nào cũng là cái người thứ ba đứng quan sát bên ngoài, đứng quan sát cả. Lúc nào cũng đi tìm kiếm cái video hay nhất. Xong rồi trong một lần coi đó, bật một lúc mười mấy tab khác nhau với những cô diễn viên khác nhau, những thể loại khác nhau. Xong rồi nảy ra những sở thích mà không giống ai.
Đó là mình đang huấn luyện bản thân mình để cương cứng cũng như là để lên đỉnh với bỏng, chứ không phải là với người thật. Đó là vì sao khi mà tối hôm đó, ok, ông sắp do business đi, sắp may mắn đi có một bạn nữ trong phòng này đi, thì ra thì nó còn bốn mày, với chính não ông nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì nó đang thấy quá là lạ. Ủa, mình đang sắp sửa làm gì mình không biết nữa. Give me the bỏng. Bỏng đâu rồi? Là do cái đường dẫn truyền cho người thật của ông á, nó đã quá yếu, nó bị thằng bỏng, cái đường dẫn truyền của thằng bỏng nó đường màu xanh nè, lớn ác luôn rồi. Thì nó cũng giống như một cái phép so sánh này của Mr. Gary ông hay dùng, đó là không khác gì bạn đang tập chơi bóng đá bằng cách tập ném rổ. Đó là bạn đang tập luyện cho nhà môn thể thao rồi. Mà không những vậy, Robo không những là nó sẽ làm ta trở nên hứng và thích thú hơn với những pixel trên màn hình, cái màn ảnh chúng ta đó, mà nó còn phá hủy hệ thống dopamine của mình nữa. Thì tôi cũng đã làm nguyên một video, nhiều video hay, đã nói về dopamine và này nọ. Ok, ông thấy nhấn vô đây ở đâu đó để coi và biết thêm. Mà nói ngắn gọn ở đây đó là để chúng ta cương cứng, như duy trì được sự cương cứng của mình, thì mình rất là cần một cái chất dẫn truyền thần kinh này mang tên dopamine. Và dây thằng bỏng nó sẽ phá hủy luôn cái dopamine đó. Yeah, không hiểu chưa? Ok, để thật sự hiểu về cái tại sao dopamine nó liên quan tới PID này, thì ông nên hiểu một tí về cái cơ chế cương cứng của mình. Gì nữa? Ở đây chợ mô phỏng nữa bro, không có không có bidro nữa bro. Ok, nó chứ sai, mình cho nổ lên hình khoa học. Nó mệt. Ok, nổ lên mà đây thật sự khoa học ha, no more bro science. Thì đơn giản ở đây là mình sẽ cứng lên được nhờ những cái mạch máu nằm bên trong cái xúc xích của mình, và khi nó được bơm máu lên và xong sẽ quấn quanh những cái gọi là cơ trơn ha, nó sẽ giãn ra và làm cương cái ấy, làm cái ấy nó to ra. Ok, đó là một lời giải thích rất là chung chung để cho dễ hiểu vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây nè, đó là cái cơ chế ở trên, nó bao cái cơ chế cương cứng của mình, nó sẽ được điều khiển bởi hệ thần kinh trung ương của mình, our central nervous system. Hoặc là ông có thể nhìn đây ha, đó là khi cái não của mình nó kết nối với các dây thần kinh, nó tủy sống và đi xuống cậu bé của mình. Yeah, right here bro. Thì với PID đây ha, nó khác với ED bình thường ở chỗ này nè. Đó là ok, dây thần kinh và mạch máu của mình nó sẽ rất là bình thường. Như vấn đề như tôi đã nói bro, nó sẽ nằm ở đây nè, thấy không, ở nằm ngay cái chân cùng của cái hệ thống này luôn nè, giao brain, não của mình đó. Ok Simon, là bây giờ tôi nhờ một tí hay là zoom vô cái phía bên dưới giúp tôi. Wow, wow, chưa đủ bro, tí nữa. Ok, ok, được. Simon nha, kỳ quá. Ok, đó là sau khi mình đã zoom vô rất là nhiều ha, mình sẽ thấy, yeah, đó là những cái tế bào với nhau nó sẽ communicate, nó sẽ liên lạc với nhau như thế nào. Đó là qua dopamine, thì có thể pop một cái hình ngay đây ha, để ông có thể dễ hiểu. Đó là một bên có thể thấy ha, đó là tế bào của cậu bé của mình đi, nói vậy cho dễ hiểu. Và một bên là tế bào của hệ thần kinh của mình. Và ông có thấy mấy cái tia sáng không bro? Đó chính là cái tín hiệu được truyền từ não của mình, đi từ tủy sống rồi đi xuống dưới cái trái chuối mình đó. Cái tín hiệu để có thể bắt đầu thải ra những cái chất dẫn truyền thần kinh ha, aka dopamine. Và tiếp theo ông có thể thấy là cái tế bào thần kinh của mình nó bắt đầu thải những cái chất dẫn truyền thần kinh này mang tên dopamine, những cái hạt đó, ông thấy không? Yeah. Và phía bên kia là cái tế bào của cậu bé mình, đó là những cái chỗ đậu xe. Yeah. Và khi dopamine nó gắn vào đó thì nó sẽ báo hiệu cho cậu bé mình, nó thải ra những cái hợp chất, và chính những cái hợp chất đó sẽ làm đánh thức cậu bé của mình. Nó báo hiệu cho cậu bé của mình là hãy bơm máu vào đi, tới lúc nó hành động rồi. Thì quan trọng đây bro, ông thấy cái quan trọng ở đây nó tại sao nó liên quan tới dopamine không? Là chúng ta sẽ cần một lượng dopamine rất là liên tục ha, để thấy duy trì được cái sự cương cứng này. Nhưng mà ở đây thì sao? Tôi đã nói ông rồi đó, nói trong hai cái clip này luôn, đó là bỏng nó sẽ phá hủy hệ thống dopamine trong đầu của ông. Nó dẫn tới một cái hệ lụy, đó là não ông nó sẽ không có đủ dopamine, không đủ chất dẫn truyền thần kinh này có thể truyền tín hiệu xuống dưới cậu bé của mình, nên là sự cương cứng sẽ không thể được duy trì. Và thì đó là một cái cách giải thích nôm na và dễ hiểu ngắn gọn cho ông thôi. Nếu nói ra một cách chi tiết nữa thì nó sẽ rất dài và phức tạp ha. Yeah, tôi nghĩ hiểu như vậy là ok rồi. Thế bây giờ tới câu hỏi thứ ba ha, một câu hỏi rất là thú vị mà tôi nói ở trên, đó là tại sao Viagra, cái viên thuốc cường dương mà hiệu quả như vậy, lại không có tác dụng với một người bị PID? Đó là vì Viagra hoặc còn được gọi là sildenafil, một loại thuốc có tác dụng làm giãn các cơ thành mạch máu và làm tăng lượng máu lưu thông đến mấy cái vùng cụ thể của cơ thể, nên nó có thể hỗ trợ điều trị những cái chứng liên quan tới ED rất là tốt. Thì nói nôm na ở đây đó là khi dopamine nó có mặt thì nó sẽ báo hiệu cho một loạt các hợp chất nó được thải ra, và chính những hợp chất đó nó sẽ ok báo hiệu cho cậu bé của mình, nó sẽ bơm máu vào đi và boom,
hình thành sự cân cứng của mình. Thì khi mà Viagra nó có mặt, nó sẽ ngăn chính những cái hợp chất đó, ông nhớ không? Nó sẽ không bị phân hủy. Hoặc ông có thể hiểu ở đây đó là Viagra nó chỉ giúp ta duy trì được sự cương cứng mà thôi, chứ nó không có tác dụng tốt và không có giúp cho cái việc khởi động như là bắt đầu sự cương cứng đó. Và đó là việc của não và dopamine. Chính một cái thuốc mà nó có hiệu quả mà nó mạnh mẽ như là Viagra, nó còn không có tác dụng với ta nữa. Rồi giờ làm sao? Khi mà tới những lúc mình getting lucky, may mắn đi, ông mời kéo quần xuống mà cái súng mình nó không còn hoạt động nữa, hay là có lên được một tí đi, mình cũng sẽ không duy trì được cái sự cương cứng này, cũng như là không cảm thấy sướng gì cả mà chỉ cảm thấy kỳ kỳ mà thôi. Ông sẽ không còn thấy người bạn đời, người bạn gái nằm trên giường của mình hấp dẫn nữa, mà ông cần phải tưởng tượng trong đầu nè, với cái là cái bọn hay nhất, cô diễn viên ông thích nhất, thì có thể duy trì được cái sự cương cứng của mình. Bro, like what the hell, like đó chính là cái nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi con người chúng ta luôn, đó là để duy trì nòi giống. Chính chúng ta còn không làm được như vậy nữa, không làm được cái điều đó nữa. Yeah, no bro, khi mà nói về những thứ trên, những cái triệu chứng, những cái tác hại đó thật sự rất là đáng sợ. Nhưng mà có một tin vui đây ha, nói thật luôn, đó một tin vui, đó là ai cũng có thể hồi phục được, ai cũng có thể đảo ngược lại cái tình trạng PID cũng như cái chứng nghiện bỏng của mình, thật sự hồi phục được khỏi bỏng. Và trong quá trình hồi phục khỏi bỏng mình ha, nó sẽ có một cái bước đầu tiên này, một cái bước đầu tiên mà ai bắt buộc cũng phải làm hết, mang tên rebooting or khởi động lại. Thì như tôi đã hứa ở trên ha, đây chính là một cái lời khuyên, một cái điều mà tôi đã khám phá ra, mà tôi đã áp dụng nghiêm túc đó, nó giúp tôi rất là nhiều trong quá trình rebooting của mình. Đó là sao? Lại ở đây chờ một cái set luật nào đó y chang bên đô pháp VNN hả? No bro, không có đâu. Chỉ có một lời khuyên duy nhất này mà thôi. Đó là ta phải loại bỏ hoàn toàn mọi thứ liên quan tới bỏng, mọi tài liệu khâm diêm mà ông tìm thấy trên mạng 18 cộng đồi trị này nọ, bỏ hết, cũng là không được mơ tưởng về nó. Hoặc nói một cách khác, ta phải tránh xa hoàn toàn những cái chất kích thích tình dục nhân tạo, hư cấu ở trên mạng. Và chính tôi cũng đã mắc cái sai lầm chết người luôn, tôi không thể nói dối ông nữa. Về tôi phải thú thật ở đây luôn, đó là chúng tôi biết là mình cần hồi phục khỏi bỏng ha, và biết mình sẽ không coi bỏng là ok, tôi đã không coi bỏng, mà tôi vẫn lên Facebook để lướt reel, lướt TikTok nọ để ngắm mấy chị đứng lắc lắc. Đó chính là cái lý do tại sao tôi vẫn còn đang kẹt trong quá trình hồi phục khỏi bỏng này, vì cái đường dẫn truyền của bỏng nằm trong não của tôi á bro, nó vẫn được kích hoạt. Hay mặc dù tôi cũng đã hồi phục được cũng khá là lâu rồi, nhưng mà đó chính là một cái lỗi lầm mà tôi có thể giơ tay lên và thú tội. Và tôi mong là ông sẽ rút được kinh nghiệm từ cái lỗi lầm của tôi. Hey bro, tôi không coi người thật. Còn hoạt hình được không? Hoạt hình hai tên, no? Hay là ok, không coi bỏng luôn, mà lên mạng coi mấy cô siêu mẫu tí thôi, được không? Hay là no bro, no, shut up. Em đi, nếu mà ông có hay là hoặc là thứ này thứ kia thứ nọ gì đó ông nói tôi không biết, câu trả lời của tôi luôn là không, không và không. Mọi thứ đó, tất cả những thứ ông sắp nói đó, nó sẽ chắc chắn sẽ kéo dài thời gian hồi phục của ông đó. Ông có muốn như vậy không? Điều quan trọng ở đây không phải là mình được coi thứ này thứ kia thứ nọ rồi cái này được không, cái này lách lách được tí luật không, no bro, mà đó là cái điều mà ông sắp làm ở đây, nó có kích hoạt lại cái đường dẫn truyền, có bỏng cái đường dẫn truyền đồi trị trong não của mình hay không. Và nếu mình làm vậy á, nó cũng sẽ cho mình quá nhiều dopamine một cách quá mức mà mình không làm gì để có được nó hay không. Lên Google search ra những hình ảnh mát mẻ đi, hay là lên TikTok rồi kiếm mấy chị đứng lắc lắc, đứng nhảy nhảy coi cho nó thoải mái, cho nó vui. Hay là lên Reel coi mấy chị đứng bò bóp rồi đó, hay là ấm nổ lên YouTube hả, coi mấy cái try on haul, coi mấy cái thử đồ bikini try on haul. Jeez. Là cái này nè, chắc chắn rất là nhiều người làm luôn, đó là tôi chỉ lên coi bỏng một phút thôi rồi tôi tắt. Tất cả nó đều sẽ làm cái cơn nghiện trong ngày càng nặng hơn, không sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục thôi bỏng hơn mà thôi bro. Một lần nữa đây ha, quan trọng nhất là chính ông phải thành thật với bản thân mình. Thành thật là cái việc mình sắp làm ở đây, nó có giống như, nó có cho mình cái cảm giác như là đang xem bỏng hay không. Nếu có hả, nếu có nó làm cho ông hứng hứng rồi này đó, ông biết mà, tôi biết là ông biết cái cảm giác này, thì hãy đóng lại, tắt nó, đứng lên và đi dạo một tí đi. Bro, look at me, look at me.
Tôi biết là ông đang vô đây làm gì mà, đang lên TikTok lên reel để làm gì mà. Tôi biết ông đang kiếm gì, nhìn cái mặt là biết rồi. Ông cũng biết là ông đang kiếm gì mà bro. Thật sự đó, ông có muốn là mình phải ở trên cái này hoài trong cái vòng lặp nghĩ như vậy hoài hay không? Hãy dừng lại. Dừng lại đi. Cuối cùng là ba lưu ý tôi muốn gửi tới ông. Đó là một, nếu ông vô tình bắt gặp mấy cái đó thì cũng không sao. Đó là khi ông lên Facebook rồi đang kiếm cái tài liệu làm bài nhóm đi, bắt gặp một cái reel của mấy chị gì đó ai biết thì vẫn không sao. Đó là lên mấy cái trang web phim lậu ha, phim mới .net này nọ, nó thường có mấy cái quảng cáo bài bản nó pop up một cái, không thấy thì cũng không sao. Quan trọng là đừng có nhấn vô và xem tiếp hay là mơ tưởng về nó thôi. Hai, đó là mộng tinh rồi wet dream ở đây nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Ok, chấm hết rồi hết chuyện ha. Đó là ba, những cái việc làm mà nó tăng dopamine của ông như bình thường, như là mua sắm, tập thể dục, rồi nói chuyện, giao lưu bạn bè, kết bạn bên ngoài, tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng rồi, mà nó còn nên làm nữa đó. Yeah bro, that's it. That's it. This is the new setup. Thích không? Được không? Thích không? Thích không? Thích xuống dưới phần comment bảo ông thích không nha, hay là muốn thay đổi gì thì xuống dưới phần comment nha bro. Yeah, thì chúng ta đã đi qua nguyên cái video rất là dài. Chắc rất dài, chắc 25 phút hơn. Nếu ông tới câu tới đây thì thank you bro. Nhưng chúng ta đã đi qua cùng nhau, đó là nhắc lại một tí ha, chúng ta đi qua những gì nè. Đó là một, điều gì gây ra PID. Ok, đó là sexual conditioning. Ok, đó là hai, đó là tại sao một cái chàng trai khỏe trẻ 20 tuổi lại cần thời gian hồi phục, có PID, khỏi bỏng còn lâu hơn những chú 50. Chúng ta trả lời ở trên rồi, cũng do sexual conditioning, đó là do họ đã coi bỏng quá lâu từ hồi nhỏ rồi. Mình thứ ba là tại sao Viagra nó hoạt động với những người bị ED, bị rối loạn cương bình thường, lại hoạt động không tốt với những người bị PID. Thì Viagra nó chỉ giúp mình duy trì được sự cương cứng ha, ở cái phía dưới đây nè, chứ nó không giải quyết vấn đề ở trên đây được. Yeah. Thêm một cái nữa tôi muốn nói với ông ha, đó là vì tôi biết rất nhiều người anh em, rất nhiều người luôn đang vật lộn với vấn đề về bỏng như là pháp này, nên tôi đang thực hiện một cái dự án rất là đặc biệt, rất là lớn luôn, để giúp ông bro. Ông có thể xuống dưới phần mô tả ha, và nhấn vô cái đường link đầu tiên, có thể tham gia cái danh sách chờ của dự án này, và ông có thể là sẽ được biết tới đầu tiên luôn khi mà cái dự án này nó ra mắt ha bro. Yes, thank you. Yeah boys, that's it for me. Yeah, thích ra ok, phong cảnh mới, setup mới, out of 10, xuống dưới comment bao nhiêu điểm. Ok, thank you bro. Like, share, subscribe nếu chính ông nhận ra được một bài học gì hay rút ra được bài học gì cho chính bản thân mình. Thì cái vấn đề ở trên. Yeah. I think that's it. That's it. Vậy nên check out the three pháp nha bro. Đó là một cái bé rất là lớn luôn mà tôi đang làm để giúp ông chính về cái vấn đề ở trên nè. Yeah. Và nó dự kiến cũng sắp ra mắt rồi. Yeah. Nói chung là rất là hay, rất là hào hứng để chính ông có thể trải nghiệm nó. Nhưng nếu muốn biết thêm hãy nhấn đường link đầu tiên phía bên dưới, không nói nhiều nữa. Thì trong lúc chờ, trong lúc The Free Pháp được xây và được hoàn thiện á, you know, check out this one. Yeah, cái liên quan tới những vấn đề về sẻ và tình dục này luôn ha. Click here to watch it bro. Damn, đây là một mình quay khá dài. Wow. Nhức đầu. Đèn.